Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi Israel ngừng giao tranh ở Trung Đông và nhấn mạnh rằng phía Israel đang vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế. Ông Masoud Pezeshkian nói trong chương trình: "Moscow, Kremlin, Putin. Tôi muốn nói với Israel rằng hãy dừng lại, hãy ngừng giết hại người vô tội, ngừng ném bom nhà dân." những người đã chẳng còn gì. Israel đã vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế. Họ làm như vậy vì biết rằng Mỹ và Liên minh châu Âu đang hậu thuẫn họ. Căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng mạnh vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các chiến binh Hamas của Palestine tiến từ giải Gaza vào lãnh thổ Israel, bắt giữ hơn 250 con tin và khiến nhiều người dân ở các khu định cư biên giới Israel thiệt mạng. Hamas tuyên bố cuộc tấn công này nhằm đáp trả hành động của chính quyền Israel chống lại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với giải Gaza và bắt đầu không kích vào Gaza cũng như một số khu vực của Liban, Syria trước khi tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Gaza. Để thể hiện tinh thần đoàn kết với Hamas, lực lượng Hezbollah ở Liban cũng triển khai nhiều cuộc không kích nhằm vào Israel, khiến xung đột tiếp tục lan rộng. Israel sau đó cũng chuyển dần trọng tâm chiến dịch về phía Liban. Trong các cuộc tấn công gần đây vào Liban, lực lượng của Israel cho biết họ đã loại bỏ thủ lĩnh của nhóm này là Hassan Nasrallah, và hai người kế nhiệm ông. Theo đó, Iran đã tấn công tên lửa vào Israel để đáp trả vụ sát hại các nhà lãnh đạo chủ chốt của Hamas, Hezbollah và quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo. Trang tin Tasnim dẫn lời ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tại Đầu Hà, Qatar, mới đây nói rằng Tehran tái khẳng định cam kết hỗ trợ của nước này dành cho nhóm vũ trang Hezbollah. Ông Arachi nói, tôi muốn nói rõ rằng Iran sẽ không bỏ rơi nhóm Hezbollah. Sự hỗ trợ của Tehran dành cho nhóm kháng chiến không chỉ giới hạn trong các vấn đề chính trị hay ngoại giao, mà chúng tôi sẽ cung cấp cho Hezbollah bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Ngoại trưởng Iran sau đó tuyên bố nước này không muốn tham gia vào một cuộc xung đột hay gây ra sự gia tăng căng thẳng, nhưng Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra để đối phó với Israel. Ông Arachi nói thêm, Tel Aviv có thể thử thách quyết tâm của chúng tôi và Tehran sẽ cân nhắc kỹ lưỡng bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ Israel sau đó chúng tôi đưa ra đòn đáp trả tương xứng. Cũng liên quan đến tình hình xung đột ở khu vực, theo AFP, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban, UNIFIL cho biết, vụ Israel nã đạn vào trụ sở của họ ở miền Nam Liban trước đó đã khiến hai binh sĩ mũ nồi xanh bị thương. Thông báo của UNIFIL có đoạn: Hai binh sĩ gìn giữ hòa bình đã bị thương sau khi một xe tăng Merkava của quân đội Israel nhà đạn và một tháp pháo quan sát tại trụ sở của UNIFIL ở Naqoura. Theo UNIFIL, hai binh sĩ mũ nồi xanh này chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn phải nằm viện. Một phát ngôn viên của UNIFIL cho biết họ là người Indonesia. Đây là sự cố nghiêm trọng nhất mà phái bộ gìn giữ hòa bình này báo cáo kể từ tuần trước, khi họ cho biết đã từ chối yêu cầu của Israel về việc di dời nhân sự khỏi một số vị trí của phái bộ. Trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban cho biết họ sẽ không rời khỏi các vị trí ở miền Nam nước này bất chấp yêu cầu rời đi của phía Israel. Trong một thông cáo, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, cho hay quân đội Israel đã thông báo cho UNIFIL về ý định tiến hành các cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế vào Liban. Họ cũng yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí của mình, tuy nhiên lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục ở lại đây. UNIFIL cũng tuyên bố, chúng tôi thường xuyên điều chỉnh trạng thái và hoạt động của mình, cũng như có các kế hoạch dự phòng sẵn sàng kích hoạt nếu thật sự cần thiết. Người đứng đầu Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc, UNICEF, Catherine Russell ngày 10 tháng 10 cho biết các bên tham chiến ở Gaza đã nhất trí ngừng bắn vì mục đích nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai đợt tiêm vaccine bại liệt thứ hai dành cho hơn 590.000 trẻ em dưới 10 tuổi, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới. Theo người đứng đầu Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc, điều quan trọng là tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn này. Nếu không, việc tiêm vaccine cho trẻ em không thể diễn ra. Theo bà Catherine Russell, sự thành công của vòng đầu tiên cho thấy rằng khi các thỏa thuận được tôn trọng, công việc có thể hoàn thành. Với thiết bị vaccine bổ sung và hộp lạnh đã đến Gaza hôm qua, UNICEF cho biết đã sẵn sàng cung cấp và tiêm vaccine cho trẻ em để ngăn chặn sự lây truyền của bệnh bại liệt. Trước đó, vòng đầu tiên của chiến dịch tiêm vaccine bại liệt diễn ra vào ngày 1 tháng 9 vừa qua đã đạt được mục tiêu là tiêm phòng bại liệt cho 90% trẻ em dưới 10 tuổi. Chiến dịch được thực hiện theo từng giai đoạn trong 2 tuần trong thời gian ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas. Trước đó, Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine, UNRWA, nêu rõ họ đã tiếp nhận các báo cáo sơ bộ rằng hàng chục người Palestine có thể đã thiệt mạng ở trại tị nạn Jabalia và các khu vực khác thuộc phía bắc giải Gaza. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận những trường hợp này vì các hoạt động quân sự của Israel. Liên Hợp Quốc cũng cho biết không có nơi nào an toàn để di tản tại Gaza. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Người đứng đầu UNRWA, ông Philippe Lazzarini cho biết, ít nhất 400.000 người đang mắc kẹt trong khu vực. Các lệnh sơ tán gần đây mà quân đội Israel đưa ra buộc mọi người phải di tản một lần nữa, đặc biệt là từ trại tị nạn Jabalia. Nhiều người từ chối vì họ biết rõ không còn nơi nào an toàn ở Gaza. Cũng liên quan đến lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, Sputnik đưa tin, ông Eman Sana, đại diện ba lãnh đạo chính trị của Hamas ở Liban, tuyên bố thủ lĩnh phong trào Hamas không thấy việc đàm phán về trao đổi tù nhân có ý nghĩa gì khi chưa đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn và quân đội Israel chưa rút khỏi giải Gaza. Ông Sana nói, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức, cũng như bằng việc quân đội Israel rút khỏi Gaza. Khi chưa có những bước đi đó, thì việc nói về thỏa thuận trao đổi tù nhân chẳng có ý nghĩa gì. Cứ để họ tiếp tục nghĩ rằng chúng tôi phản kháng yếu ớt, nhưng vẫn còn nhiều mặt trận để có thể dạy cho kẻ thù bài học. Phía Hamas khẳng định phong trào này từng sẵn sàng ngừng bắn, nhưng do quan điểm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên các cuộc đàm phán không mang lại kết quả. Gần 2 tuần sau khi thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và phó thủ lĩnh dường như không muốn kế nhiệm, nhóm Hezbollah vẫn chưa có người đứng đầu mới. Theo Newsweek, phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qasem hiện được coi là quan chức cấp cao nhất của nhóm vũ trang này, cho biết trong một video được truyền hình Iran đăng tải rằng thủ lĩnh mới sẽ được bầu sớm nhất có thể. Tuyên bố này ám chỉ ông sẽ không tiếp quản vị trí trên. Thủ lĩnh lâu năm và có ảnh hưởng của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Liban hồi cuối tháng 9. Dahieh, khu vực bị không kích, được lực lượng phòng vệ Israel IDF mô tả là trung tâm đầu não, căn cứ thực tế của Hezbollah. Israel đã bắn phá dữ dội khu vực trên trong những tuần gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan phát biểu trong cuộc họp với Bộ Tư lệnh Miền Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đang trong tình trạng tan tạ và tan vỡ, không còn năng lực chỉ huy và hỏa lực đáng kể. Bàn lãnh đạo của tổ chức này đã tan rã sau khi ông Hassan Nasrallah bị loại bỏ. Bộ trưởng Galan nhận định Hezbollah không còn người ra quyết định và năng lực tác chiến của nhóm đã suy giảm, cho rằng kho vũ khí khổng lồ của nhóm vũ trang Liban hiện tại còn thua kém tổ chức Hamas ở giải Gaza. Ông Galan nói, Hezbollah không còn đầu não sau khi ông Nasrallah bị loại bỏ. Người thay thế ông ấy có lẽ cũng đã bị loại bỏ và toàn bộ dàn chỉ huy cấp cao đã bị tiêu diệt. Dường như đề cập tới giáo sĩ Hashem Safieddin, người có khả năng cao trở thành lãnh đạo Hezbollah. Thủ tướng Benjamin Netanyahu gần đây cho biết các lực lượng Israel đã tiêu diệt hàng nghìn tên khủng bố, bao gồm cả nhà lãnh đạo lâu năm và có ảnh hưởng của Hezbollah cũng như người được cho là thủ lĩnh tương lai của nhóm ông Hashem Safieddin. Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết hiện nay Hezbollah yếu hơn nhiều so với những năm trước. Ngoài ông Hashem Nasrallah và ông Hashem Safieddin, các nhân vật hàng đầu khác của Hezbollah được cho là đã bị ám sát, gồm có Ali Karaki, Ibrahim Akhen và Fuad Saka. Ông Benny Safdi, nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Israel cho biết. Việc các lãnh đạo nổi bật của Hezbollah bị tiêu diệt đã khiến nhóm này rơi vào bất ổn vì các tổ chức được Iran hậu thuẫn đều phụ thuộc rất nhiều vào ban lãnh đạo cấp cao của họ. Theo hãng thông tấn Anadolu AA của Thổ Nhĩ Kỳ, căng thẳng giữa Iran và Israel đã kéo dài trong nhiều năm qua và hiện tình hình này lại nóng lên khi các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran trở thành tâm điểm chú ý. Những tuyên bố từ các quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden về khả năng Israel sẽ tấn công Iran đã làm gia tăng sự quan tâm đối với những tài sản chiến lược này, vốn có tầm quan trọng đối với kinh tế và an ninh của Iran. Iran sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, với khoảng 208 tỷ thùng dầu và 34.000 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Trong khi chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ và phương Tây, nền kinh tế Iran vẫn phụ thuộc mạnh mẽ vào ngành dầu khí. Điều này khiến các cơ sở năng lượng của Iran trở thành mục tiêu hấp dẫn trong bất kỳ xung đột nào trong khu vực. Một trong những trung tâm quan trọng nhất là đảo Khag, nằm ở vịnh Ba Tư. Đây là nơi tập trung các bể chứa dầu lớn do Công ty Dầu khí Quốc gia Iran Niok quản lý và là điểm xuất khẩu dầu chính của quốc gia này. Với vị trí chiến lược chỉ cách bờ biển Iran 25 km, đảo Khag đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động thương mại dầu mỏ và gián đoạn tại đây đều có thể tác động lớn đến nền kinh tế Iran cũng như thị trường dầu mỏ thế giới. Các nhà máy lọc dầu khác như Isfahan và Bandar Abbas cùng với trạm khí đốt Asaluye ở gần mỏ khí đốt South Pass cũng là những mục tiêu có giá trị cao. Mỏ South Pass là một trong những nguồn khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới mà Iran chia sẻ với Qatar. Với vai trò quan trọng trong sản xuất khí đốt cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, các cơ sở này đều đang đứng trước mối đe dọa tiềm tàng từ căng thẳng gia tăng. Ngoài ra, chương trình hạt nhân của Iran luôn là tâm điểm của những lo ngại từ phương Tây, đặc biệt là về khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các cơ sở hạt nhân như Boucher, Natanz và Fordow đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Nhà máy điện hạt nhân Boucher do Nga hỗ trợ xây dựng là nhà máy hạt nhân đầu tiên và duy nhất của Iran. Nó cung cấp khoảng 1.000 MW điện và nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư, một vị trí có ý nghĩa chiến lược lớn. Iran đã bày tỏ mong muốn tăng công suất của Boucher lên 3.000 MW. Điều này có thể làm gia tăng lo ngại từ phía Israel và các nước phương Tây. Cơ sở làm giàu urani Natanz được coi là trung tâm chính của chương trình hạt nhân Iran và đã từng là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng và phá hoại được cho là do Mỹ và Israel thực hiện. Trong khi đó, Fordow, một cơ sở ngầm từng bị lộ diện với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vào năm 2009, và lò phản ứng nước nặng Arak cũng nằm trong số những cơ sở hạt nhân chính của Iran, góp phần vào sự phức tạp của tình hình hiện tại. Căng thẳng giữa Iran và Israel đã gia tăng đáng kể khi các quan chức Iran cảnh báo sẽ trả đũa nếu các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của họ bị tấn công. Chuẩn tướng Ali Fadavi, phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran, gần đây đã tuyên bố rằng Tehran sẵn sàng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Israel trong trường hợp bị tấn công trả đũa.